Và bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ hai của Trận Diệt Chiến Xa của tác giả Mũ Đỏ Bùi Đức Lạc. Địch có nội tuyến từ đâu đó nên rất rõ vị trí đóng quân của các đơn vị Mũ Đỏ 100.000 lần như vậy. Nhưng chúng không thể biết cách phối trí quân của từng đơn vị Mũ Đỏ. Kinh nghiệm khi chúng tôi tăng phái cho các quân đoàn là chịu đắng cay như nhau. Địch quân biết tên từng đơn vị Mũ Đỏ tham chiến, tên cấp chỉ huy Mũ Đỏ. Nhưng địch làm sao biết rõ sức mạnh của từng đơn vị Mũ Đỏ được? Nên địch đã làm bà đành nhận lãnh thảm bại. Nếu chúng biết là các cấp chỉ huy của quân lực Việt Nam Cộng Hòa không cờ dại như khả năng suy đoán của chúng, nếu chúng suy đoán được các cấp chỉ huy của đoàn quân Mũ Đỏ có trình độ tác chiến trên cơ chúng, thì chúng phải hiểu rằng đơn vị tuyến đầu của Mũ Đỏ phải là đại diện cho đoàn quân Mũ Đỏ, tất nhiên không phải là đơn vị yếu như chúng tưởng, thì chưa chắc đã có trận thương hùng này. Cũng vẫn bài ca Tiên Hạ Thủ Vi Cường, chúng pháo vùi dập các đơn vị Mũ Đỏ, nhất là tiểu đoàn 11 nhảy dù và các pháo đội là bị pháo thật kỹ càng nhất. Hiện tại Song Kiếm đang trấn ải địa đầu, nhưng đây không phải là Trạc Ly. Các chiến sĩ Mũ Đỏ được quyền lựa chọn vị trí phòng thủ, miễn sao làm tròn phận sự của mình là được, nên vị trí phòng thủ dập dờn như ở ngay bờ sông. Thực tế ở cách xa bờ sông, nếu dại dột đóng quân ngay trên bờ sông Mỹ Chánh, đúng là làm mồi cho chiến xa. Địch quân thăm dò nhiều lần chắc chắn chúng phải hoang mang, chắc chắn chúng không xác định được tuyến phòng thủ chính của ta. Bây giờ các cấp chỉ huy Mũ Đỏ biết rõ khả năng của các đơn vị nhỏ nhất từ dưới lên trên, phối hợp nhịp nhàng. Trung tâm phối hợp hỏa lực của tiểu đoàn 1 pháo binh nhảy dù, thiếu tá Đinh Thành Tấn trưởng ban 3 đã sẵn sàng những hỏa tập bên phía bắc và phía nam sông Mỹ Chánh. Các hỏa tập đã được các tiền sát viên pháo binh phối hợp cùng các đại đội trưởng nằm ngay tuyến đầu, chung ý thiết lập và điều chỉnh kỹ càng. Các pháo đội trưởng kỹ thuật cao, kinh nghiệm chiến trường dày dặn, quyết tâm trong trận thư hùng này, nên đã định liệu các loại đạn cho từng hỏa tập, cách bắn làm sao an toàn tối đa cho quân bạn, thiệt hại tối đa cho địch quân, theo đúng ước mong của mọi người. Vì cùng đội chung màu nón đỏ, cho nên tất cả mọi chiến binh Mũ Đỏ, dù là công binh, bộ binh, truyền tin, pháo binh, quân y hay trinh sát, cũng đều chung nhịp thở, cùng chung một mối hận, cùng chung một ý chí phục thù, nghìn người như một, phải chiến thắng, phải trả thù. Tất cả đều nắm tay giơ cao với ý chí quyết chiến quyết thắng. Nếu để họ hô to lời sắt đá này, chắc phải chấn động núi rừng, chim muông thú dữ phải náo loạn. Như vậy sẽ bị lộ rõ mục tiêu cho quân thù. Đoàn quân Mũ Đỏ âm thầm giơ tay cao, bàn tay nắm chặt, im lặng ngước mắt nhìn trời. Xin trời cao đón nhận ý chí sắt thép này. Khi lữ đoàn 2 nhảy dù vừa phối trí quân xong, đại đội 2 trinh sát nhảy dù liền bung các toán viễn thám, xâm nhập vào vùng phía bắc của sông Mỹ Chánh. Đây chính là con mắt nhìn thẳng vào tim gan địch. Các toán viễn thám này làm địch quân phải điên đầu. Chúng bung quân lùng kiếm, nhưng vô ích. Đôi khi các toán viễn thám cho tọa độ điểm đứng, địch quân thiếu gì chuyên viên giải mã. Ngay lập tức chúng cho đại quân đến, bao vây điểm đóng quân của viễn thám. Nhưng than ôi, chúng không thấy toán viễn thám đâu. Chúng thấy ngay một trận hỏa lực do từng trưởng toán viễn thám thiết lập chụp xuống đầu chúng, thầy thảm thay không diệt được tai mắt của Mũ Đỏ, mà lại mang thiệt hại nặng nề cho đơn vị. Hôm nay cũng là lúc lữ đoàn 3 nhảy dù mới từ An Lộc ra mang theo tiểu đoàn 2 dù, tiểu đoàn 3 dù, tiểu đoàn 5 dù và tiểu đoàn 2 pháo binh nhảy dù và các đơn vị cơ hữu yểm trợ của lữ đoàn này. Tiểu đoàn 5 dù do Trung tá Nguyễn Chí Hiếu chỉ huy, Thiếu tá Lê Hồng tiểu đoàn phó. Tiểu đoàn 5 nhảy dù là tiểu đoàn thống thuộc cơ hữu của lữ đoàn 2 nhảy dù, cho nên được trở về đơn vị mẹ và được điều động thọc thẳng vào sườn Tây. Vì sườn Tây còn trống trải, nhất là ngày đầu nhập cuộc, tiểu đoàn 11 nhảy dù vừa tiến ra sườn Tây chừng vài cây số là đụng độ mạnh ngay lập tức.
cái nhọt bên hông cần phải nhổ đi mới được. Lữ đoàn hai dù tin tưởng có đơn vị địch ám quân đâu đó, hoặc ít nhất cũng là những toán đầu cầu, tình báo của các đơn vị mũ đỏ luôn luôn kém hơn các đơn vị địa phương. Theo bộ tư lệnh quân đoàn thì chúng chuẩn bị dứt điểm Huế, cho nên chúng phải có đơn vị làm đầu cầu sẵn. Khi chúng thấy các đơn vị mũ đỏ nhập cuộc, chúng đành ém quân tại chỗ. Quả như vậy, khi tiểu đoàn 5 dù thọc sâu vào chân núi, theo hướng Tây Bắc, không đi theo bờ sông Mỹ Chánh, mà tiểu đoàn 5 nhảy dù tiến quân theo dãy rừng tràm tuy không cao, nhưng đủ che những cặp mắt quan sát của địch quân. Quả như vậy, dấu tích của loài chồn bắt buộc phải lộ diện. Khi đoàn quân mũ đỏ vừa bắt đầu lên đồi là gặp phải sức kháng cự mãnh liệt của địch quân. Hang ổ của chúng bị khám phá, địch sử dụng pháo từ La Vang bắn xuống, từ dãy Trường Sơn bắn ra và các loại súng cối từ phía bắc bờ sông Mỹ Chánh bắn lại, làm khó khăn cho tiểu đoàn 5 nhảy dù. Nhưng với cách phối hợp hỏa lực nhịp nhàng ăn khớp với nhau, tiểu đoàn 5 nhảy dù đã làm chủ chiến trường rất mau lẹ. Sau gần 2 giờ giao tranh, tiểu đoàn 5 nhảy dù đã tiêu diệt trọn một đại đội địch, bắt được tù binh, khai thác biết tù binh là trung đội trưởng đặc công, thuộc đơn vị đặc công của sư đoàn 325 Cộng sản Bắc Việt. Chúng nhận được lệnh vượt sông Mỹ Chánh, thay một đơn vị khác đã ém quân lâu ngày tại đây. Việc thay đổi nhiệm vụ chỉ mới cách nay hay hôm, nhưng trong đêm chúng nhận được lệnh xâm nhập và điều nghiêng nơi đóng quân của tiểu đoàn 11 nhảy dù. Đơn vị này chưa kịp thi hành thì ngay ngày hôm sau, bị tiểu đoàn 5 nhảy dù tiêu diệt. Ngày kế tiếp, chúng pháo dồn dập tiểu đoàn 11 nhảy dù và các pháo đội. Lúc này tiểu đoàn 3 nhảy dù, do thiếu tá Trần Văn Sơn chỉ huy, vào thay thế tiểu đoàn 5 nhảy dù ra ngoài nghỉ dưỡng quân. Vì tiểu đoàn 5 nhảy dù chưa được nghỉ dưỡng quân ngày nào từ chiến trường An Lộc, tiểu đoàn 5 nhảy dù đã ra Huế và nhập cuộc ngay. Ngày 13 tháng 5 năm 1972, Lữ đoàn 2 nhảy dù chính thức nhận được lệnh tăng cường thêm một pháo đội 155 ly, pháo đội A2 nhảy dù và tiểu đoàn 3 nhảy dù. Trong ngày, tiểu đoàn 3 nhảy dù liền được điều động vào thay thế vùng đóng quân của tiểu đoàn 5 nhảy dù, lục soát từ vị trí đóng quân của tiểu đoàn 11 nhảy dù đến dãy Trường Sơn dọc theo bờ sông Mỹ Chánh. Con đường tình tiểu đoàn 5 nhảy dù chưa có giờ lục soát, tức thì tiểu đoàn 3 nhảy dù lại đụng độ với một đơn vị địch không rõ đơn vị. Tiểu đoàn 3 nhảy dù gặp nhiều khó khăn vì những đơn vị sống cối của địch từ phía bắc sông Mỹ Chánh can thiệp liên tục. Không khi nào các chiến binh mũ đỏ lại chấp nhận cho chúng tung hoành một mình một chợ như vậy được. Chúng được quyền đó trừ khi ngoài tầm pháo binh của ta hay ta không quan sát được. Nhưng lần này chính là lần đầu tiên chúng gặp phải một địch thủ trên chân. Bất cứ lúc nào chúng xuất hiện là các loạt pháo TOT. TOT là Time on Target, nghĩa là cùng một lúc đạn của các pháo đội nổ chụp ngay lên đầu chúng. Lần đầu tiên chúng tôi bắt được tài liệu của chúng. Chúng gọi các loạt đạn TOT của ta là pháo bầy. Đàn gà tre tan tác không kịp kêu tiếng thất thanh. Các đơn vị địch từ bộ binh, súng nặng hay pháo binh gặp thất bại này sang thất bại khác. Các chiêu của địch quân tung ra đều bị bẻ gãy. Khi vào tới La Vang, đoàn quân mũ đỏ bắt được tài liệu của chúng than rằng các đơn vị ngụy dù Sài Gòn, chúng có sức chiến đấu giống nhau, không đơn vị nào hơn, không đơn vị nào kém. Cho nên khi bộ đội gặp bất cứ đơn vị nào có ngụy dù, cũng phải thận trọng. Tiểu đoàn 3 nhảy dù tuy chiến thắng, nhưng cũng chưa đáng khích lệ. Vì chúng để lại tử thi và vũ khí tất cả đều không khai thác được điều nào mới mẻ, cũng như không có tài liệu để khai thác tin tức. Còn lại cách duy nhất là quan sát quân phục. Chúng ta chỉ nhận diện được đó là trang bị của các đơn vị bộ đội miền Bắc. Địch bỏ chạy sang phía bắc sông Mỹ Chánh. Lần này chúng pháo vũ bão hơn, chứng tỏ chúng đã được tăng cường pháo, cũng như đạn dược. Chúng đã chuẩn bị một chiến trường mới. Ai cũng ước đoán là chúng sắp mở đợt tấn công vào phía nam bờ sông Mỹ Chánh. Nếu không như vậy, bộ đội chúng sẽ mất hết tinh thần chiến đấu. Vì mấy ngày nay, chúng bị đoàn quân mũ đỏ cho ném từ thất bại này đến thất bại khác. Nói chung, ngày nào chúng cũng thất bại ê chề.
Ngày nào chúng cũng nếm mùi chua cay, bây giờ chúng nhận thấy ngay là biển người của chúng đã bị chặn lại bởi ý chí sắt thép, cố gắng của đoàn quân Mũ Đỏ, đặc biệt là lâu nay các hoạt động của chúng ở phía bắc sông Mỹ Chánh hoàn toàn tự do. Nay chúng không còn được tung hoành như trước, nếu chúng đi lẻ tẻ như những ngày trước là bị mất tích ngay, nếu đi đông là bị pháo vùi dập phải tan hàng. Chúng cảm thấy mọi hoạt động của chúng đều bị tai mắt của ta chế ngự. Cấp chỉ huy của chúng tìm mọi cách bịt mắt ta, nhưng ai cho chúng làm được việc đó? Vì các chiến sĩ trinh sát của đại đội 2 trinh sát nhảy dù luôn luôn chơi trò hú tim, làm cho chúng phải điên đầu. Trận chiến không giới tuyến này, công đầu phải dành cho các chiến sĩ trinh sát nhảy dù, phải công bằng mà nói như vậy. Tin tức nóng hổi của hai toán viện thám thuộc đại đội 2 trinh sát nhảy dù vượt sông Mỹ Chánh bằng đường bộ, đi sâu về hướng bắc 7 cây số, cho biết những đợt chuyển quân của địch bị các toán tai mắt của ta đã xác định được điểm đóng quân của địch thật chính xác. Mỗi lần như vậy dù đêm hay ngày, chúng cũng được pháo TOT hỏi thăm kỹ càng, những con thần thử báo cáo đầy đủ từng hoạt động của địch, để bộ chỉ huy lữ đoàn 2 nhảy dù dương cái bẫy ra. Các anh em Mũ Đỏ biết địch biết ta chứ không mù lòa như chiến trường Tây Nguyên. Địch quân cũng biết điều đó, chúng tung ra nhiều đơn vị tìm kiếm tai mắt của ta. Mỗi khi chúng lại gần tai mắt của ta, chúng còn đang ngơ ngác tìm kiếm, liền bị các chiến sĩ Mũ Đỏ thuộc đại đội 2 trinh sát nhảy dù đưa các loạt pháo TOT đập xuống đầu chúng thật mãnh liệt. Chúng đành chạy tháo thân. Quả thật chiến công của các toán viễn thám không phải là nhỏ, nhưng chiến công vô danh này ít ai biết đến. Pháo binh mà không có tai mắt chỉ là pháo binh mù. Ai cũng muốn cho tiểu đoàn 11 nhảy dù được rửa mặt anh tài trong trận này. Tinh thần và quân số lúc này tiểu đoàn 11 rất cao, địch quân điều nghiêng kỹ càng. Con cháu bác chỉ biết rằng tiểu đoàn 11 nhảy dù chính là đơn vị mới bỏ lại Nguyễn Đình Bảo tại Trạc Ly. Nắm ngay lấy cơ hội, chúng cho là ngàn năm một thuở. Chúng cho rằng đơn vị mới thiệt hại nặng nề làm sao có tinh thần chiến đấu được. Ngay cả bạn cũng lo ngại. Nhưng đây không phải là canh bạc thấu cấy, mà là canh bạc chắc ăn. Canh xì phé trong tay hai đôi chỉ có một đôi nhỏ trên mặt. Địch thủ ý trên mặt có xì già đầm cơ và cẩu bích liền vông tay táp bi. Canh bạc này ta nhất quyết phải thắng không có hồi. Canh bạc này là canh bạc quyết tâm, không khác canh bạc của Đức Trần Hưng Đạo năm xưa. Nếu không thắng giặc thì không qua khúc sông này. Đây là canh bạc mà tinh thần đoàn quân Mũ Đỏ nghìn người như một. Trong bàn cờ hay ngoài chiến trận, ai lừa được đối phương người đó sẽ nắm được một phần ưu việt trong tay. Cổ nhân đã nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tuy nhiên sự thắng bại nhiều khi cũng còn do ý trời. Canh bạc càng lúc càng hung bạo vì địch nhiều vốn. Địch pháo tàn bạo không thua gì các trận Hạ Lào, Công Tâm, An Lộc, Khe Sanh. Quả thật ta vốn liếng lúc này xuống thấp hơn địch. Sau khi làm xong nhiệm vụ, tiểu đoàn 3 nhảy dù rút về phía nam của tiểu đoàn 11 nhảy dù. Không một ai trong đoàn quân Mũ Đỏ muốn để một thất thố nhỏ nào có lợi cho địch. Trận này phải chiến thắng 100%, địch quân tung bất cứ đơn vị nào vào trận địa đều phải bị tiêu diệt. Quân ta chỉ được phép thiệt hại nhẹ nhàng, vì các cấp chỉ huy của địch đa số là vô học, làm sao tinh khung cho được. Địch quân chỉ có thể thắng ta khi chúng dùng 10 chọi 1, tức là chúng thí quân, hay nói cho chỉnh hơn, chúng chỉ biết đánh theo lối biển người, lấy thịt đè người. Cũng như hôm nay chúng đang chấn hưng kinh tế bằng cách cho con gái Việt đi làm điếm quốc tế, lấy chồng ngoại quốc, cho con trai Việt đi làm nô lệ lao động, để lấy ngoại tệ. Tài cán của bọn lãnh tụ cộng sản là như vậy. Không khác loài cầm thú, đói phải đi kiếm ăn, không kiếm ăn bằng trí óc sáng suốt, mà kiếm ăn bằng sức lao động của chính bản thân mình. Đúng sách lược của quan thầy Trung Cộng đã dạy dỗ chúng, lấy số đông đánh ít, hay nói khác hơn, địch nhiều vốn hơn ta, địch luôn táp bi, còn ta luôn e dè. Hy sinh một mạng người là đau xót, không một lúc nào ta dám thí quân,
Có nhiều lúc nếu ta thí bao, lấy 10 thì chúng ta thắng ngay lập tức. Không một cấp chỉ huy nào của chúng ta dám làm điều bất nhân này. Ba mạng người đâu có phải là món tiền lấy từ túi ra. Mất đồng này ta kiếm đồng khác. Nếu mất một mạng người thôi, vợ con cha mẹ sẽ đau đớn chừng nào. Từ từ tính kế rồi chúng ta cũng thắng. Thay vì mất ba người, chúng ta tính kế không mất người nào. Hay cùng lắm là mất một người. Tổn thất càng ít, chiến thắng mới vinh quang. Chúng ta không một cấp chỉ huy nào muốn chiến thắng trong nghẹn ngào nước mắt. Nhưng địch quân chúng chỉ cần chiến thắng một vài mạng, một vài chục mạng, một vài trăm mạng, ngay cả một vài chục ngàn mạng nào có nghĩa lý gì, miễn sao có tiếng vang là được. Mạng con người chúng không quý bằng mạng con vật, đem so sánh với cỏ cây, mạng đồng đội của chúng cũng không hơn. Chỉ một trận đánh điển hình trong chiến tranh Việt Nam, Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp không ngần ngại, giết 45.000 quân nội chỉ trong đợt đầu tấn công miền Nam vào dịp Tết Mậu Thân. Đổi lấy chúng được bọn phản chiến lúc đó tung hô là chúng đã chiến thắng Tết Mậu Thân. Trận Mậu Thân đợt 1 diễn ra từ ngày 29 tháng 1 năm 1968 đến ngày 29 tháng 2 năm 1968 với quân số trên 300.000 người. Chúng tin tưởng chiến thắng phải về chúng vì quân dân miền Nam hoàn toàn bất ngờ. Chúng tuyên bố đình chiến 3 ngày Tết. Quốc tế biết điều đó, cho nên các đơn vị của ta tin tưởng đình chiến. Ít đơn vị chịu đề phòng đúng mức. Ngay cả Tổng thống cũng về Mỹ Tho ăn Tết. Tết Dương lịch năm đó để đánh lừa quân dân ta, Nguyễn Duy Trinh, Ngoại trưởng Bắc Việt còn xin hòa đàm, nhưng cùng lúc đó, Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân miền Bắc là Trung tướng Văn Tiến Dũng đã chỉ thị cho các tư lệnh chiến trường chi tiết kế hoạch tổng công kích Tết Mậu Thân, cách thức triển khai các trận đánh, giờ khai hỏa là vào giờ giao thừa. Cùng giờ này, con cáo có tên là Hồ Chí Minh sẽ đọc thơ chúc Tết trên đài Hà Nội. Các tư lệnh chiến trường của chúng được biết đó chính là lệnh tấn công. Sau này, chúng ta cũng bắt chước Tổng thống cho lệnh quân đội Việt Nam Cộng Hòa tấn công qua Hạ Lào Lam Sơn 719 bằng tuyên bố trên đài phát thanh Sài Gòn. Đó không phải là một việc làm đáng ca ngợi, vì nó không phải là sáng kiến của chúng ta, mà nó cũng chẳng hay ho gì để phải bắt chước. Chúng chỉ thị thật rõ ràng, dù không nghe được lời chúc Tết này thì giờ khai hỏa cũng vẫn là giao thừa tức giữa đêm 29 tháng 1 rạng ngày 30 tháng 1 năm 1968. Nhưng các đơn vị của chúng mặc dù đã chuẩn bị cả tháng trước nhưng vẫn không chuyển quân kịp, nên có nơi khai hỏa trễ cả 3-4 ngày, thậm chí có một nơi là Bạc Liêu trễ 12 ngày, đa số là trễ 1 ngày. Đúng giao thừa, Hồ Chí Minh tưởng chắc ăn, đã đọc trên đài phát thanh Hà Nội 4 câu thơ, đó là lệnh cho các đơn vị tổng tấn công. 4 câu thơ như sau đây: xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Kế hoạch chính của chúng là bất ngờ đánh úp các đơn vị ta, dùng đông đánh ít. Chúng không ngờ chúng ta phản công kịp thời, nhất là các cơ quan đầu não của chúng ta tại Sài Gòn. Những đứa con yêu của Tổ quốc Việt Nam đã chặn đứng kịp thời sức tiến của bọn cuồng đồ. Sau cùng trên toàn miền Nam, chúng hoàn toàn thất bại không chiếm được một mảnh đất nào, mà phải bỏ xác tại trận 45.000 quân. Nhưng cả thế giới đều loan tin chúng chiến thắng. Tin chiến sự loan đi, chúng đã đánh thủng tuyến phòng thủ của ta và đã đánh vào cả thủ đô Sài Gòn. Nếu thật sự Tết Mậu Thân chúng thắng thì chiến tranh phải chấm dứt từ đó, vì đó là trận tổng công kích, không phải là trận đánh bình thường. Lấy tiếng chiến thắng để phải hy sinh mạng sống 45 đồng chí của mình, chỉ có Cộng sản mới làm được mà thôi. Chúng ta đành chào thua lối đánh giặc kiểu này. Trận chiến vừa qua là trận chiến giữa loài thú đội lốt người với con người chân chính biết lễ nghĩa, nên chúng ta thua là phải. Thế kỷ này là thế kỷ chuẩn bị để cho chúng, là những tên buôn dân bán nước vào hỏa ngục. Như trên đã trình bày, chỉ nội một trận tổng công kích Tết Mậu Thân đợt 1 trong vòng một tháng, chúng lùa 45.000 đồng chí của chúng vào chỗ chết, lót đường bước lên xã hội chủ nghĩa.
toàn bộ hạ tầng cơ sở cố mặt trận giải phóng miền Nam hầu như bị tiêu diệt hoàn toàn. Chúng không chiếm thêm được một tấc đất nào của lãnh thổ miền Nam. Trong khi quân lực Việt Nam Cộng Hòa chỉ tử thương có khoảng 3.500 người, quân đội đồng minh khoảng 2.800 người, năm đó lợi dụng thời cơ, sơ hở của ta là tên địch sẽ tôn trọng hưu chiến như đã đồng ý song phương, địch tấn công bất ngờ, trí trá hưu chiến rồi tấn công. Chúng hoàn toàn thất bại, chúng tử thương gấp 7 lần quân đồng minh và quân lực Việt Nam Cộng Hòa cộng lại. Nhưng chúng đã có bộ máy tuyên truyền tuyệt hơn ta gấp 10 lần. Chúng ta không biết dùng lời để nâng cao tinh thần binh sĩ. Những lúc xuất quân tuyệt nhiên không có. Sau trận đánh có buổi văn nghệ trả tiền là xong nhiệm vụ. Công bố tin tức quốc tế không thấy đâu. Trong khi các đơn vị của chúng không cần dùng ngân quỹ nào hết. Khi xuất quân đủ mọi hình thức khích tướng. Khi quân về dù là thảm bại, thì tại chiến khu cũng có những buổi liên hoan. Thất bại y chề mặc dầu thua cay như vậy, nhưng với quốc tế chúng tung tin chúng đã chiến thắng, cả thế giới tin như vậy. Nhờ trí trá tung tin một chiều, chúng đã chiến thắng, nhưng xây dựng đất nước phải do tài trí, nên chúng đã thất bại hoàn toàn. Vì vậy ngày nay chúng đã đạt được độc quyền sản xuất phụ nữ Việt Nam, phục vụ tình dục cho ngoại bang. Thanh niên Việt Nam là tiền đồng lao nâu cho tất cả các nước trên thế giới, kể cả lao nâu cho Iraq và các nước Hồi giáo khác. Xin phép được kể một chuyện vui về tâm lý chiến của ta. Tiểu đoàn 1 pháo binh nhảy dù sau khi hành quân hạ Lào về được nghỉ một thời gian. Sau đó cùng lữ đoàn 1 nhảy dù hành quân giải tỏa căn cứ hỏa lực số 5 tại Tân Cảnh Công Tâm, nghĩa là sau khi lữ đoàn 2 nhảy dù hành quân giải tỏa căn cứ hỏa lực số 6 khoảng một tháng. Sau khi chiến thắng dễ dàng tại đây, toàn bộ lữ đoàn 1 nhảy dù được trở về Sài Gòn. Một tuần sau, chúng tôi lên đường hành quân tại biên giới Việt Miên với lữ đoàn 2 nhảy dù. Nhiệm vụ chấm dứt, chúng tôi trở về hậu cứ Hoàng Hoa Thám. Mỗi đơn vị cấp tiểu đoàn đều được các ban văn nghệ tới ca hát một vài đêm tại hậu cứ. Nhận được tin này, chúng tôi vô cùng thích thú, ít nhất cũng còn được cấp trên nghĩ tới, không tủi lòng chiến sĩ. Đoàn văn nghệ trung ương gửi tới không vui sao được, chắc chắn là phải vui và vui rồi. Chắc chắn là phải hay và vui rồi. Nhưng chúng tôi hoàn toàn thất vọng khi trình diễn xong mỗi màn hát hay mỗi chương trình kịch nghệ, bên dưới không một tiếng vỗ tay tán thưởng. Tôi ngồi hàng ghế trên thấy mà chán chường. Tôi cho gọi thường vụ tiểu đoàn đến, nói nhỏ với anh là phải đi trị tay các thường vụ pháo đội, là phải đi trị tay tất cả mọi quân nhân trong tiểu đoàn, phải vỗ tay tán thưởng sau mỗi bài ca hay vở kịch. Nhưng rồi chỉ được một hay hai lần là có, sau đó tiếng vỗ tay tán thưởng không còn nữa, vì trình diễn không hấp dẫn, không ai có thể vỗ tay tán thưởng được. Sau khi đoàn văn nghệ ra về, tôi cho lãnh thiếu tá Đinh Thành Tấn ban ba tiểu đoàn. Ngày hôm sau tập họp tất cả quân nhân các cấp trong tiểu đoàn, lúc 12 giờ trưa để nghe nhật lệnh, nhớ mang cuốn nhật lệnh ra. Tôi ra về, lòng không vui khi thấy chiến tranh chính trị tâm lý không chỉnh. Tại sao lại cho đoàn văn nghệ mà lính không nghe nổi, đến quỷ lão đơn vị như vậy, thật bôi bác, tiên trách kỷ hậu trách nhân. Tôi lại tự trách mình, tại sao đơn vị của mình lại thiếu lễ độ như vậy. Người ta đến giúp không công cho mình mà lại tiếc tiếng vỗ tay. Tôi tự nói một mình, thôi ngày mai tính, nhưng cũng không sao ngủ yên. Tôi đang ngồi làm việc, Tấn hỏi tôi nhật lệnh về, đề tài gì để anh viết. Các pháo đội đã sẵn sàng tại sân tập họp tiểu đoàn. Anh cứ mang cuốn nhật lệnh ra đó, khi nào sẵn sàng anh cho tôi biết. 5 phút sau tôi ra chào tiểu đoàn do thiếu tá Nguyễn Văn Thông tiểu đoàn phó trình diện. Tôi cũng đi làm thủ tục của một tiểu đoàn trưởng là đi duyệt qua hàng quân. 500 anh em ai cũng nghiêm chỉnh, thương mến nhìn nhau, mà không nghiêm chỉnh sao được. Nhảy dù có nghĩa là kỷ luật thép. Chúng tôi chiến thắng là do kỷ luật. Chúng tôi không làm nhục quân đội là do kỷ luật. Không khí thật nặng nề vì ai cũng biết tôi đang không vui, nên quân phục chỉnh tề như sẵn sàng đi duyệt binh. Tôi trở về vị trí của mình, nói những câu khen thưởng trong cuộc hành quân vừa qua. Chúng tôi mặc niệm một số anh em chúng tôi đã nằm xuống tại căn cứ Cờ Lao, như cố thiếu úy Nguyễn Văn Nhượng,
phụ tá quan ba tiểu đoàn. Tôi khen ngợi từng khẩu đội. Tôi nói rất nhiều, tôi biết lúc này mọi người chỉ muốn được nghỉ trưa, giờ nghỉ trưa 2 tiếng ngắn ngủi quá. Sau cùng tôi phiền trách việc không bổ tay cổ võ cho văn văn nghệ. Trung ương phái đến tối hôm qua. Tôi nhắc là dù ca sĩ hay dở cũng phải vỗ tay và hô bis. Bây giờ chúng ta phải thực tập để nhớ điều này. Tôi nói tiếp, thiếu tá tiểu đoàn phó đọc bất cứ nhật lệnh nào ông không thích. Khi ông đọc xong đến câu nhật lệnh hết, kể như ca sĩ trình diễn xong một bản nhạc, anh em tập vỗ tay tán thưởng và la thật to bis bis. Xong thiếu tá ban ba đọc nhật lệnh khác, anh em lại tiếp tục vỗ tay và la thật to bis bis. Khi nào trong văn phòng tôi thấy vỗ tay đúng mức và la to bis bis đúng mức, tôi cho nghỉ trưa. Nếu chưa đúng mức thì cứ việc thực tập. Xong tôi hỏi, tất cả nghe rõ chưa? Động thanh của 500 thanh niên trả lời, nghe rõ. Vang động cả khu doanh trại, thật hào hùng nhưng nghe như ai oán. Cứ như vậy hết nhật lệnh này tới nhật lệnh khác. Sau mỗi khi nghe nhật lệnh hết là tiếng hô bít bít và tiếng vỗ tay vang vang. Hai vị tiểu đoàn phó và trưởng ban ba thay phiên nhau đọc nhật lệnh. Đúng 2 giờ chiều tôi cho tan hàng, ai cũng mồ hôi nhễ nhại. Mất giấc nghỉ trưa, tiếp tục sinh hoạt hàng ngày. Tức là cả tiểu đoàn không được nghỉ trưa. Anh nào anh nấy khát nước và bụng đói, tiếp tục sinh hoạt buổi chiều. Sau 3 ngày, Trung ương lại cử một đoàn văn nghệ khác xuống. Trước giờ văn nghệ trình diễn, tôi nghe rõ tiếng thường vụ tiểu đoàn la hét ngoài sân tiểu đoàn. Lần này mà không chịu vỗ tay, không chịu la bít bít là tao sẽ phạt thêm 1 tuần ngang nhật lệnh buổi trưa, nghe rõ không? Nghe rõ, nhảy dù cố gắng. Tối hôm đó tôi ngồi trên luôn mỉm cười, không phải vì nghe tiếng la tiếng hét của 500 cái miệng như tiếng lệnh vỡ mà cười. Tôi nghĩ đoàn văn nghệ này họ sẽ nghĩ, bọn này đi rừng nhiều quá chắc thành người rừng, hay giờ cũng là tuyệt vời với họ, nên mới được tán thưởng nhiệt liệt như vậy. Không những vậy, nhiều anh em còn biểu lộ tán thưởng rất cuồng nhiệt. Họ biết tôi muốn vậy, nhưng chắc chắn tôi biết họ không muốn như vậy. Văn nghệ vừa chấm dứt, anh trưởng đoàn xuống nghiêm chỉnh chào tôi và cảm ơn tiểu đoàn đã cho đoàn một món quà tinh thần vô giá. Sau đó anh đưa cho tôi số điện thoại và nói, bất cứ lúc nào tiểu đoàn muốn, không cần trên sắp xếp, anh sẽ dẫn đoàn tới ngay. Tôi nghĩ thầm, thù đi cha nội hành hạ chúng tôi như vậy chưa đủ hay sao? Tuyệt vời hơn là cả thế giới chiêm ngưỡng quân đội của Cộng sản Việt Nam, quân đội của nhân dân như thần thánh, chiến đấu cho nhân dân vì nhân dân. Trong khi quân đội nhân dân chính những anh em này thẳng tay tàn sát đồng bào vô tội, chỉ vì chúng nghi ngờ một người tên Quyên hợp tác với quốc gia, thì trong làng tất cả những ai không may có tên Quyên, Quyền Quyến, vân vân đều bị tàn sát không nương tay. Hồ Chí Minh dạy một câu kinh Nhật tụng là giết làm hơn bỏ sót, con cháu bác cứ như vậy thi hành. Điển hình nhất là hàng ngàn vành khăn xô cho Huế trong dịp Mậu Thân, nhưng không một công dân nào trên thế giới biết. Cho đến ngày hôm nay, chúng vẫn còn tiếng thơm là quân đội nhân dân, còn chúng ta vẫn bị lăng mạ thảm thương, đủ thấy tâm lý chiến của hai phe. Thật đáng nản, không tin ư? Tôi xin quý vị hãy hỏi bất cứ một công dân Hoa Kỳ nào mà thời kỳ thập niên 60 và 70 có để ý đến chiến trận tại Việt Nam. Rất đơn giản và rõ ràng nhất, quý vị hỏi, ông bà nghĩ gì về trận Tết Mậu Thân? Họ sẽ trả lời vanh vách rằng quân đội Cộng sản Việt Nam đã chiến thắng. Họ chiến thắng mọi nơi, bằng cớ là họ đã chọc thủng phòng tuyến của quân đội quốc gia và quân đội đồng minh, đánh vào thủ đô Sài Gòn, đánh vào cả tòa đại sứ Mỹ, đánh vào các cơ quan đầu não của chính phủ miền Nam, chiếm đài phát thanh Sài Gòn, chiếm bộ tổng tham mưu của quân đội miền Nam Việt Nam. Bởi vì họ là quân đội của nhân dân, còn quân đội miền Nam hèn nhát không chịu chiến đấu. Đau đớn chưa? Hình ảnh rõ ràng, họ nhìn thấy mọi nơi trên báo chí, trên đài. Ôi thảm não làm sao? Cho đến nay, ngay cả người lãnh đạo quốc gia Hoa Kỳ và Tổng trưởng Quốc phòng vẫn còn tin mãnh liệt hơn thế, thì hỏi sao công dân trên quả địa cầu này lại phải nghĩ khác đi? Tập thứ 2 đến đây chấm dứt, xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ 3.